Có chuyện gì vậy em? Anh giúp em với, em cần tới bệnh viện gấp. Ba em đang nguy kịch đó anh. Chúng tôi đến đây để ký hợp đồng chứ không phải để lo chuyện bao đồng. Mạng người là quan trọng nhất. Em lên xe đi em. Nếu như vậy thì hợp đồng này coi như bỏ. Đi anh. Em, vợ tôi bị bệnh tim, mau đưa cô ấy đi bệnh viện. Không kịp đâu. Ba chị sao rồi em? Chúng ta đã lỡ mất giờ vàng cứu ba chị rồi. Con gái, dao kéo thì lạnh lẽo, nhưng mà lòng người thì ấm áp. Đã là bác sĩ, lúc nào cũng phải đặt việc cứu người lên đầu. Cảm ơn chị. Người anh cần cảm ơn là ba tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.